tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết, ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria!" Bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-ri: "Rabboni!" Nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa." Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Suy niệm: "Tôi đã thấy Chúa." Đó là tiếng reo mừng của chị Maria Magdala khi vội vã chạy đi gặp các tông đồ. "Tôi đã thấy Chúa" là lời loan báo vui tươi của các phụ nữ cho các tông đồ sau khi được gặp Chúa, ôm chân và bái lạy Ngài, sau khi được đồng hành với đấng phục sinh trên quãng đường dài, rồi đồng bàn với Chúa, cuối cùng mở mắt nhận ra Ngài khi bẻ bánh. "Tôi đã thấy Chúa" là động lực thúc đẩy hai môn đệ Emmau phải lập tức quay trở lại con đường dài 12 km, dù trời đã xế chiều, để chia sẻ thứ điệp ấy cho các môn đệ khác. "Tôi đã thấy Chúa" cũng là sứ điệp mà Phao-lô, vị tông đồ dân ngoại, luôn xác tín mạnh mẽ để loan báo cho muôn dân. "Tôi đã thấy Chúa" cũng phải là nội dung tin mừng mà bạn muốn loan báo cho người chung quanh bạn hôm nay. "Tôi chỉ có thể xác quyết tôi đã thấy Chúa cho người lân cận khi chính tôi đã gặp gỡ Ngài, cảm nghiệm Ngài trong cuộc đời tôi, cảm nhận sự hiện diện của Ngài, đấng phục sinh đang đồng hành với mình trong mọi nẻo đường đời. Nhờ đó, ta có thể là chứng nhân đáng tin và hữu hiệu của Ngài trong chính gia đình, cộng đoàn và trong môi trường làm việc, trong vòng thân ái của bạn bè thân hữu, trong giáo xứ. Trong đời sống chúng ta, luôn xác tín đấng phục sinh đang đồng hành với mình, nỗ lực thực hành lời Ngài căn dặn. Chính anh em là nhân chứng về những điều này. Lạy Giêsu phục sinh, con xác tín Chúa đang sống, đồng hành với con, để con trở thành sứ giả của Chúa phục sinh cho những anh em con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.